Vui lắm. Hồi nãy ngồi làm cả buổi, nói cả buổi xong rồi chưa nhấn record. Chắc vui. Giờ làm lại. Quay chưa? Rồi. Rồi, sau đây mình sẽ quay lại với bài, không phải bài, với phần, không phải phần, tập 2, đó là nhuộm màu cho clip. Thì màu là gì? Màu tức là màu vậy thôi. Còn khi các bạn nhuộm màu cho clip, đối với những clip nó không có đối với những clip mà quay theo cảm hứng, cảm tính này kia, nó không có một cái bo, không có một cái bảng màu, không có một cái thiết bị đo sáng, đo ISO cân bằng sáng, cân bằng white, bờ lăng đủ kiểu, thì sau khi các bạn quay xong, các bạn về học kỳ thì dựng dựng á, thì các bạn sẽ làm màu theo cảm tính thôi. Các bạn thấy đẹp thì nó đẹp. Và bây giờ mình sẽ làm màu với nó. Bước đầu tiên của làm màu hồi nãy đó, hồi nãy làm xong rồi nè. Thì việc đầu tiên của làm màu là mình sẽ tạo nó cho nó một cái layer adjustment. Rồi, mình sẽ tạo cho nó một cái layer. Sau đó mình nắm layer mình thả vô để làm cái gì? Vì những cái tập tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần gọi là mấy cái plugin, thì mình phải làm trực tiếp ở trên cái sụp, rồi mấy cái gọi là wire stabilizer nó chống rung nhẹ nhẹ, nó làm mượt á, smooth á. Rồi sau đó các bạn thả vô, các bạn kéo ra hết cái video của mình. Rồi sau đây mình sẽ nhấn C nè, C là con dao lam, cắt cái đoạn này ra. Rồi mình sẽ bầu, mình sẽ làm một cái sụp đầu tiên trước bằng cách chọt vô cái layer adjustment này để mình thao tác cho nó không có bị ảnh hưởng vô những cái lớp in, những cái tool của tập tiếp theo. Tập tiếp theo cũng làm trên clip này thôi, coi hoài coi mãi coi chán thôi. Tại vì có nhiều sụt nhưng mà đó của khách hàng, họ không có cho mình show với lại lấy cực kỳ. Thôi cho lấy cái này đi, viral cho cái hãng cái gì Swimming Ride, xịt tóc sau khi bơi, nhớ mua xài nha. Cái này mình thích thì mình quảng cáo thôi chứ không phải có tiền đâu. Mình chơi chơi vui, chia sẻ kiến thức thôi, kiến thức là để chia sẻ mà ấm chi nó thú quắc luôn. Ê, các bạn mở cái phần Lumetri Color ra. Còn nếu các bạn không thấy Lumetri Color ở đâu thì vào Window và các bạn kiếm Lumetri Color và tích vào nó thì nó sẽ hiện lên. Thế thôi. Rồi, sau khi có Lumetri Color thì tất cả các thao tác các bạn làm nó sẽ lưu vào cái phần Effect Control này. Rồi, thì giới thiệu luôn cái này là đến cái phần làm màu là cái phần nó khiến máy chạy lag hơn một xíu. Thì các bạn đây là cái chế độ view, mình có thể set được cái chế độ view cho cái program này, tức là các bạn view ở 1/2, 1/4 hoặc là 1/8, 1/6. Thì tại sao như vậy? Thì nó sẽ làm cho video của các bạn chạy mượt hơn, nhưng mà nó mờ hơn. 1/12 là dành cho 720, 1/2 là dành cho 720, còn 1/4 là dành cho Full HD, còn 1/8 hình như là 4K, 1/16 là 8K, Fedora gì đó. Rồi. Và các bạn sẽ do máy mình nó cũng vừa vừa mạnh vừa vừa nên mình để full mình coi. Rồi, ở trong cái phần Lumetri này nó có phần basic color, thì các bạn sẽ để ý vào cái ô tone này nè, cái này đi, thì nó sẽ có aperture là ánh sáng tổng của cái clip master đó.
kéo lên cái là nó cháy sạch lẹp luôn á. Rồi ở phần này là mình thấy ở cái phần shadow, cái vùng má cổ này nó sẽ bị tối, mình nâng nó lên, nhưng mà nâng nó lên thì nó gớm lắm. Rồi highlight thì mình thấy nó cũng rửa tùm lum hết. Cái sụp đầu tiên này thật là khó. Đấy, black 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 black. Đây. Và bây giờ cái thành hồ bơi các bạn có thấy được cái màu cái thành hồ bơi không? Và bây giờ mình sẽ làm về cái màu của cái thành hồ bơi một xíu ha. Thì ở đây ở trong cái bảng curve này nó sẽ có cái chỉnh ba kênh màu. Ba kênh màu này là cái gì? Thì mình sẽ gắn link cái bài mà mình múa lửa trên Camera Raw ở Photoshop, thì nó cũng tương tự cái này thôi. Đây, ở đây nó sẽ có cái phần hue và saturation. Hue và saturation này để làm gì thì cứ chọn vô biết, còn nhưng mà mình muốn thay đổi cái thành hồ bơi thì mình sẽ chọn vào đây, thì hiện tại thì nó là blue, mình sẽ chuyển qua nó cyan xíu nhìn nó đã gớm. Rồi mình lên hue và saturation, nâng màu nó lên để cho nó được đậm hơn một chút xíu đi. Rồi thì sau khi mình nâng như vậy thì mình mở cái ô cái ta rồi carry AT vô đây ra má mở nó vô, mình sẽ tăng cái phần này lên, tăng phần vibrant nè, và mình đẩy cái fade film này lên. Sự vibrant này nó sẽ làm màu da nó sẽ tươi hơn. Ý các bạn thấy màu da tươi hơn không, tươi rói. Rồi khi mình tăng như vậy thì giảm cái saturation xuống miếng để làm gì, để cái màu cái nhiệt độ bão hòa của cái màu nó được hài hòa, nó không có quá bị gắt lem luôn. Rồi đấy thì sụp đầu tiên làm theo cảm tính mà. Rồi sau khi úp mặt xuống hồ bơi thì đây, và tiếp theo là úp mặt xuống hồ bơi, từ từ đã, coi nó có recoil không. Từ đang recoil mà chưa làm xong, không recoil giống như nãy tức chết, nói hết nước miếng luôn. Rồi tiếp theo là cái sụp cái bước ban đầu thì gì nữa, cái bước ban đầu là sau khi mình làm xong hết rồi thì mình có thể vào cái effect control này nè, còn cái Lumetri Sculptor này là cái gì á thì các bạn chịu khó đọc sách thì sẽ hiểu được cái phần giới hạn ở 100 và không. Đọc sách đi, đọc sách đi, kiến thức nó tự nó vô, cái gì cũng vậy thôi, tự học nó nhanh hơn. Còn mình chỉ làm những cái đơn giản, cái cơ bản nhất. Còn các bạn muốn biết chuyên sâu thì đọc sách đi, sách tiếng Anh từ lâu tùm lum rất là nhiều. Còn biết tiếng Anh thì học tiếng Anh vậy thôi. Rồi, thì các bạn vào trong cái tab Effect Control này, các bạn sẽ chuột phải vào cái Lumetri, và đây là đặt tên cho nó, và đây là copy path cho tất cả các sụp, hoặc là self reset, nhưng mà mình thích self reset thì mình sẽ self nó là A4, tại vì đã có 1 2 3 rồi, sẽ bị ngáo luôn. Giờ bữa làm xong mình vô là đi cái đầu thôi. Mình sẽ qua cái ô bên này, thì phải trên này thực sự cái clip này mình đã làm cái reset rồi. Do là trước làm nó khách xong rồi làm em lưu reset chỉnh nó nhanh, chứ tải mấy cái reset trên mạng về cũng chỉnh cũng phải chỉnh là mọi thứ. Ở đây là A4, mình nắm nó, mình thấy nó vô xong nó sẽ đâu có vô cái chứa đâu, đúng không? Thì mình sẽ qua bên Lumetri nè, mình chỉnh lại đây. Thì ở đây thì contrast nó hơi thấp, màu nó hơi bị cao. Rồi
black xuống miếng để cho nó trong hình nữa thôi. Quay vừa vừa thôi, quay quá mất hết con vòng. Ôi má chữ thề dưới bay. Rồi mình sẽ hạ espresso xuống nghe. Trời làm tình đi, đừng có đánh nhau mà, thích thích thì nhào vô mà xúc nhau chứ hơi đâu mà đứng mà chỉ lộn mệt mỏi. Ơi ở đây nó có một cái phần gọi là các bạn thấy cái mé hồ bơi ở trên góc có gì trái màn hình không, nó hơi bị lòi ra một xíu á, thì mình sẽ vào effect control, mình nhấp cho cái sụt đó, mình vào effect control, mình scale nó lên miếng. Đấy, scale nó lên miếng và position nó lên thì nó sẽ mất cái đỡ hơn một xíu, nhìn cái khung hình nó đỡ gớm hơn chứ không phải là đỡ gì. Rồi xong thì cái phần màu này mình làm mình cảm thấy cũng ok đó. Bây giờ lên trên bờ nè, lên trên bờ thì các bạn mới thấy đất sứ lôi hai. Mình thử thả cái reset A4 này vô nha. Đấy. Nó thì thực sự làm màu này làm theo cảm tính thôi, chứ có sụt này giống sụt này nó khác nhau hoàn toàn luôn á. Rồi. Rồi, nhưng mà đối với sụt này thì mình thấy mình nên làm vài bước nhỏ nhỏ, là ví dụ như mình cho nó được khoảng cao hơn xíu nè, rồi highlight lên xíu nè, rồi shadow lên xíu nè, rồi vai xuống xíu nè, black xuống xíu nè. Rồi và cái màu cái curry ấy tí lên nè, xuống xíu cho nó đều đều coi. Ở đây thì mình thấy được là cái gam màu tổng nó sẽ định cái tông màu của nó sẽ hơi blue một xíu. Thì mình sẽ mở vào cái temperature, mình sẽ kéo và các bạn sẽ thấy nó phải blue mà nó bị cam quá, orange vàng quá. Rồi thì đây là những cái bước đơn giản nhất mình hướng dẫn cho các bạn biết được các công cụ chỉnh màu và mình sẽ qua tập qua số tiếp theo. Rồi số tiếp theo các bạn muốn kéo vào cũng được, còn không thì các bạn sẽ thu nhỏ thu ngắn cái layer này lại, rồi các bạn kéo layer này qua coi. Nó cũng đâu có giống màu đâu, phải không? Làm áp màu rồi lưa giờ là nó cháy tầm đêm, nhìn thấy gớm luôn. Ở đây ở bên sụt trước nó qua sụt này thì phần highlight nó bị cháy rất là nhiều. Mình sẽ giảm cái cơ số xuống, nặng lại xuống, hoài xuống đỡ hơn này, lách miếng nữa cho nó khung hình nó trong trong. Thôi đoạn này mới thực sự là một cái đoạn khủng khiếp, không có bánh giò đâu, tí nữa ăn mì tôm, ăn mì hai tôm á, má bóc cái gói mì hai tôm ra không có thấy con tôm nào hết á. Ôi, từ cái sụt trước mà các bạn kéo ra cái sụt sau cũng là cái reset đó, thì các bạn cắt ra các bạn làm thì nó sẽ khác hoàn toàn. Thì các bạn nâng black lên miếng, quay lên miếng, contrast xuống đi, để highlight lên miếng nữa thì để cho cái vùng da nó shadow đi. Rồi không, mình thấy nó là ok rồi. Rồi tiếp theo các bạn muốn sử dụng cái reset trước đúng không, thì các bạn giữ nguyên vậy rồi giờ cắt ra và chọt qua cái reset, cái lumetri ở bên này các bạn chọt vô đây và các bạn chụp phải vô, các bạn copy hoặc nhấn Ctrl C rồi qua đây, Ctrl V vô
Mình cũng về không phải là về ở, cái, ở trên cái timeline này đâu, mà về ở cái phần effect control này nè, bass vô đấy thì nó cũng không được giống lắm, nhưng mình sẽ nâng sáng lên xíu. Đến cái đoạn mà trời ơi, cái đoạn cam go nhất là ở đây, thì các bạn thấy màu nó từ lưa tùm lum hết, nó không có cái gì ra cái gì hết. Thì đây đây là phần các bạn phải nhận diện được cái vùng shadow, shadow tức là giao giữa cái vùng tối và vùng sáng này nè, đây vùng shadow, còn cái vùng tối là vùng black á. Đây bạn có thấy black không, thấy nó tối om mà. Đấy đấy đấy, thì các bạn nâng shadow đối với những cái sụt này kéo hết cỡ luôn mới nhìn thấy độ lớn của nó. Rồi phần quay là phần đám mây phía sau của mẫu á. Đây, mình muốn quay nó lên xíu để cho khung hình nó được sáng sủa chứ không phải là tối sủa, và contrast một xíu. Rồi, tiếp theo là mình vào gray ấy tí. Nhớ làm thì mới nhớ làm thì nhấn sale nha. Còn control F chứ không đang làm ao ra thấy mệt đấy. Rồi mình sẽ nâng vibrance lên. Ôi. Mình khiếp quá. Lên đi. Rồi các bạn thấy được là cái màu hồ bơi nó ghê không? Đây bây giờ xử lý cái màu hồ bơi bằng cách tôi sẽ chuyển màu nó qua aqua thì nó sẽ dính luôn cái trời. Rồi bằng cách nữa là cho nó đậm lên ở cái phần saturation, lọt đi thì trời nó cũng sẽ bị lọt. Thôi, cho nó là tiền miếng đi chứ không nó nhìn ghê lắm. Rồi mình sẽ tiếp theo là cho nó thật shadow tối miếng, nâng nó lên xíu. Rồi và đến lúc các bạn sẽ nhìn cái sản phẩm không được nổi bật đúng không, và các bạn muốn biết nó là màu gì chọt vô cái viết chích màu nó, và nó sẽ là ở đây. Nâng nó lên, đừng nâng nhiều quá sai màu sản phẩm của người ta. Rồi xong, đây là bây giờ các bạn sẽ coi lại. Rồi, đây là những cái con mắt các bạn cho hiện cái layer hay không hiện layer đấy, nhìn nó ghê gớm. Đây là mô te, để bạn cứ đưa chuột vô rồi nó sẽ hiện lên tiếng Anh. Còn muốn biết nó là gì, Google dịch thì Google Translator miễn phí. Rồi bây giờ play bắt khi mà các bạn lên màu xong thì nó sẽ sơn. Cái phần mềm Premiere nó sẽ thêm một tác vụ, đó là một cái layer màu thì nó sẽ nặng hơn, thì cái này nó sẽ ngốn RAM hơn. Thì đối với máy mình là RAM 16GB nó còn lắc như vậy nữa, thì máy của các bạn RAM 2GB, RAM 4GB gì đó vẫn dựng được nha, mình nói vẫn dựng được nha, nhưng nó hơi lắc. Ngày trước mình sử dụng một con HP Core i5 đời 3, xung là hai trăm mấy quên mẹ rồi, nhưng mà boost lên được 2.99, nói chung vẫn sống tà trong vòng 5 năm. Nhưng mà bây giờ nó chết win rồi, lười cài lại nên sắm con mới. Đó thì đối với những cái màu sắc nó không theo một cái trình tự quay, trật tự quay, nó có kịch bản, có clip, có màu, có nốt màu, có style, có đo sáng, có một cái ekip chuyên nghiệp, nói chung một ekip chuyên nghiệp đi, thì các bạn chỉ làm màu theo cảm tính, và khi nào cảm thấy ok thì nó là ok. Giống như kiểu mà các bạn làm xong một clip mà các bạn muốn coi tiếp, muốn coi đi coi lại, coi đi coi lại coi hoài mà không thấy chán thì nó là thành công. Còn mà làm xong rồi không muốn coi thì là người ta cũng không muốn coi đâu, nói thiệt vậy luôn.
Rồi, thì về màu thì các bạn mình sẽ gắn link cái bài mà mình làm camera raw ở bên Photoshop cho các bạn sẽ nhìn vào đó, các bạn sẽ hiểu hơn được là những cái công cụ nó sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng của một tấm một khung hình như thế nào, thì mình nghĩ là các bạn sẽ hình dung ra được. Còn đây là những cái cơ bản nhất mình chia sẻ với các bạn thôi, tại vì kiến thức là của chung mà, chứ đâu phải của ai đâu. Chỉ có sự sáng tạo mới là của bạn, và tôi tôn trọng sự sáng tạo của bạn. Nó đẹp hay nó xấu, đó là của bạn và tôi tôn trọng điều đó, chứ đừng có đi ăn cắp là được rồi. Ok, các bạn nhớ like nè, share nè, subscribe cái YouTube heo hút của tôi nè. Không phải tôi kiếm tiền trên đó đâu, subscribe chơi vui vậy thôi, với cái YouTube đó không kiếm tiền, kiếm tiền suốt tờ xịn tóc à. Và số tiếp theo là cái số 3, cái tập 3 mình sẽ trả lời những câu hỏi. Ví dụ như các bạn sẽ thắc mắc về anh ơi tại sao mấy em quay về nó giật quá, rồi anh ơi em muốn làm slow motion mà sao nó ra cà giật cà bạc cà giật cà bạc, rồi anh ơi tại sao em ơi, tôi không có chia sẻ về kinh nghiệm chém gió về công nghệ nha, ngay cả cái Premiere này nó có cái gì cái gì cái gì, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này làm cái gì, cái kia để làm cái gì, nó có thực sự cần thiết cho cái công việc của bạn hay không. Chứ tôi không có nói ở cái con Sony A7S2 này quay cái gì cái gì, quay cái này ok chụp cái kia ok, tôi không có rảnh để tôi nói những cái chuyện ví dụ như máy này cấu hình này máy nọ cấu hình kia. Sorry, đừng hỏi những câu đó nha, hãy hỏi những câu mà các bạn muốn để phục vụ cho công việc của các bạn. Ví dụ như anh ơi suốt này em quay tối quá thì có cách nào khắc phục không, hoặc có cái kinh nghiệm gì để chia sẻ cho em để lần sau em có thể làm bớt tối đi đó. Thì tôi thích những cái câu hỏi để phục vụ công việc của các bạn, chứ không thích những, tôi cực kỳ ghét những cái câu hỏi gọi là máy này cấu hình này chơi kia, tôi đâu có review máy đâu, đúng không? Các bạn có thể coi trên cái YouTube của tôi không có review, không có show hàng, không có show hand bất cứ cái thiết bị nào hết, mặc dù ví dụ con laptop của tôi đang xài nó cũng là một cái cấu hình vừa vừa thôi, mình cũng không phải quảng cáo nó làm gì, nó đâu có trả tiền cho mình đâu, quảng cáo chi. Thôi thì các bạn nhớ like, share và subscribe cái YouTube của tôi rồi, và để đón xem cái tập tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn những cái transition, những cái tool, những cái skill làm trên cái sụp ở cái live video 1 này. Ơi, chương trình đến đây là hết rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chịu đựng và lắng nghe, tôi cũng mệt lắm.